dụng nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch. Toàn bộ khu vực trung tâm thị xã Sapa, nhất là ở những địa điểm có ca nhiễm F0 dừng chân, đều đã được phun tiêu độc khử trùng. Địa phương đang siết chặt quản lý khu cách ly tập trung mới được trưng dụng, đặc biệt là tại khách sạn Pao và khu nhà San Hô 1. Sapa cũng đã thiết lập 3 chốt kiểm soát người và phương tiện ở các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ dẫn vào thị xã, đồng thời khẩn trương truy vết thần tốc những trường hợp